Sáng ngày 1 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lãm Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy tới dự, cùng sự có lãnh đạo Ban dân vận Quận ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận. Hội Phụ nữ phường Lãm Hà có 1.360 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội, nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ hội viên phụ nữ phường khắc phục khó khăn, đoàn kết sáng tạo, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp trên phát động và ba nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Hàng năm qua phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đã có nhiều chị đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến. Cụ thể, năm 2020, có 92,6% chị đạt danh hiệu này, tăng 3,3% so với năm 2016. Hội cũng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức khác nhau, góp phần nâng cao đời sống cho hội viên. Ngoài việc khai thác nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội, hội còn duy trì 20 tổ hùn vốn tiết kiệm với hơn 800 thành viên tham gia với số tiền trên 800 triệu đồng. Đồng thời duy trì có hiệu quả mô hình tín dụng tiết kiệm gồm 41 tổ tiết kiệm với số tiền trên 3 tỷ đồng cho các hộ khó khăn, hộ có nhu cầu vay vốn không lấy lãi. Trong 5 năm, hội đã giúp đỡ 15 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững. Các hoạt động bảo vệ môi trường, nhân đạo từ thiện, truyền thông về sức khỏe sinh sản, văn hóa văn nghệ được quan tâm. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, nhiều lượt tập thể và cá nhân được Hội Phụ nữ quận, Ủy ban nhân dân phường biểu dương khen thưởng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ phường Lãm Hà tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hội phấn đấu hàng năm có 96% trở lên cán bộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hoặc là lao động chính được hội giúp các điều kiện phát triển kinh tế. Đến hết nhiệm kỳ, có thêm 20 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, giúp một phụ nữ khởi nghiệp sản xuất kinh doanh, giúp 5 cơ sở hoặc hộ gia đình cam kết sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, tiêu dùng sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lãm Hà khóa 4 gồm 17 ủy viên, bầu 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ quận lần thứ 6. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Ủy ban nhân dân phường tặng giấy khen, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.